Đây là dự án khu đô thị Hưng Long Residence, hiện tại thì đã hoàn thiện hạ tầng 100% và đã có sổ riêng từng nền. Dự án này thì chỉ có giá bán từ 1,1 tỷ một nền, có diện tích từ 80 đến 120 m², cá biệt có những nền diện tích lớn trên 200 m². Thì mức giá bán ở đây tính mét vuông dao động chỉ từ 13 cho đến 18 triệu rưỡi mét vuông thôi. Nếu quý vị muốn sở hữu một nền trong dự án này, vui lòng gọi số hotline trên màn hình 0911 079 978. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video về sau. Bây giờ thì chúng ta đang nhìn thấy là quang cảnh buổi mở bán của dự án Hưng Long Residence. Như chúng ta nhìn thấy hiện tại trước mắt là rất nhiều xe ô tô, xe máy của khách hàng từ khắp nơi đổ xô về để tham quan dự án, cũng như là lựa chọn cho mình những cái nền đất xử lý để đầu tư sinh lợi hoặc là an cư lâu dài. Một buổi mở bán rất thành công với là rất nhiều khách hàng đến tham dự. Cùng với đó là mỗi một khách hàng của chúng ta đi tham quan dự án thì được các nhân viên tư vấn hỗ trợ rất là nhiệt tình. Lực lượng các bạn nhân viên tư vấn rất là đông đảo. Chúng ta thấy là với cái dự án này, hạ tầng đã hoàn thiện hết rồi, sổ thì có từng nền, và đặc biệt là dân cư đã về đây xây dựng nhà ở rồi, nên là rất an tâm. Chỉ cần quý khách hàng mình thanh toán 50% thì chủ đầu tư hỗ trợ cho mình trả góp 2 năm không lãi suất. Ta nhìn thấy không? Rất nhiều xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ, thậm chí là xa đằng kia là xe 45 chỗ của đơn vị bán hàng hỗ trợ cho khách đi xuống xem dự án. Quý khách mà xuống xem dự án đi mua đất, thấy trong dự án đã có nhà dân về xây dựng ở rồi thì mình cũng rất là thích và cảm thấy được cái giá trị của dự án, cảm thấy đồng tiền mình bỏ ra xứng đáng để đầu tư. Đây là trong bàn tròn hội nghị mở bán, chúng ta nhìn thấy rất nhiều khách hàng trong buổi sáng hôm nay đã xuống tiền đặt cọc thành công, là lựa chọn cho mình cái nền đất ưng ý nhất. Ta thấy là các bạn tư vấn rất là nhiệt tình để hỗ trợ khách hàng của mình. Nếu quý vị muốn lựa chọn nền đất ở đây, hãy nhanh tay gọi số hotline trên màn hình nhé. Cảm ơn ạ.